Xin chào cả nhà nhé. Hôm nay mình xin giới thiệu là cách chơi hoa giấy ở trên ban công của chung cư. Hoa giấy là một cái loại hoa rất là khỏe, cây rất chăm sóc. Chúng ta chỉ việc tưới nước thôi. Và chúng ta chơi trên ban công của chung cư. Hoa của nó rất là bền. Hoa nó có thể là được 1 tháng, chơi có thể được 1 tháng. Đấy. Có nhiều cái cách chơi, các bạn có thể là dùng cây nó thấp hoặc là cây cao lên. Đấy, mình thì mình làm cây cao lên. Đấy, hôm nay mình sẽ giới thiệu lên, mình quay cái cây hoa giấy này tại ban công chung cư nhà mình đây. Đấy, bạn nào mà thích muốn mua mà muốn cần tạo tạo tán tạo thế như thế này, mình sẽ tạo cho các bạn. Đó. Cây hoa giấy này mình trồng trên một cái chậu, tức là mình dùng cái chậu đứng để nó không tốn nhiều diện tích che cái ban công này. Để mình muốn view cái ban công này mình còn view mà. Cái chậu này là cao này, 1 gang, 2 gang, 3. Nó khoảng chậu này cao khoảng 60 phân nhé. Đấy, 60 phân này. Ở đây mình trồng này. Đấy, gốc hoa giấy này. Gốc hoa giấy này là mình tự làm nhá, tự tạo nhá. Đã cây hoa giấy này mới được chỉ được khoảng 3 năm thôi. Nếu mà sau khoảng độ khoảng 5 năm là cực khủng luôn. Thế còn nếu mà cái cây này mà 10 năm thì cái thân nó gầy guộc đi thì tuyệt vời. Đấy, các bạn nhìn nữa, đã thấy không? Ôi đẹp quá. Không đấy, đấy thấy không, hoa rủ rất là đẹp đấy, các bạn thấy chưa? Thành phố Hà Nội và vào thu, tiết trời vào thu là rất là hơi hơi mờ mịt. Hoa giấy này là bung hoa được 1 tuần rồi, rất là khỏe nhá. Mình sẽ để các cái góc quay để các bạn xem. Hoa đẹp chưa? Ôi dàn hoa thấy chưa, người thấy dàn hoa chưa, đẹp chưa? Đấy. Đấy, ban công nhá, trồng ban công rồi xong cho nó rủ ra ngoài, nó rủ ra ngoài xong là hoa nó sẽ rủ xuống. Đấy, năm nay là như này, sang năm là mình sẽ hoa nó sẽ rủ hết xuống tầm tầm này. Đấy, cái giống hoa giấy này mình biết cách chăm sóc thì sẽ 1 năm sẽ được khoảng 4 lần hoa, mỗi lần hoa là chơi được 1 tháng và hoa dày này luôn, tươi đẹp này, hết hết tầm rồi luôn. Đấy nhá, thấy chưa? Đẹp chưa? Wow. Tuyệt vời nhá. Đấy. Mình có thể giữ máy một lúc này để cho các bạn ngắm nhé. Hiện tại là cái cây hoa giấy này nó có chiều cao khoảng 2,5 m. 2,5 m, gần 3 m. Đấy. Này. Cành nó rủ xuống. Đấy. Cành nó rủ xuống thấp. Hoa rất là tươi. Tuyệt vời chưa? Mọi người thấy tuyệt vời chưa? Các bạn lưu ý là chơi hoa giấy này nhá, cái cây hoa giấy mà đang để lá nó căng này, hoa nhiều căng này nhá, hoa rất là căng này, thì chúng ta phải thường xuyên tưới nước, nên nhớ không nên tưới nhiều, mỗi lần tưới là chỉ khoảng
của lít thôi để nó đủ thấm thôi. Và tóm lại là các bạn tưới nước không được để nước nó chảy xuống, chảy ra khỏi chậu. Khi các bạn tưới mà ở dưới đáy chậu mà nước nó chảy ra, tức là chúng ta đã tưới quá nhiều nước. Chúng ta tưới nước nhiều nước thì nó không được chuẩn bằng là tưới thấm thôi. Tưới để nó thấm, nó ẩm đất thôi. Và nếu mà chăm được thì ngày chúng ta tưới 2 lần, buổi sáng và buổi chiều, hoặc buổi sáng và buổi đêm. Đấy, thì cây rất là đẹp. Tại sao mình bảo tưới sáng và tưới chiều hoặc tối? Đấy là cái cây hoa giấy trồng ở trên ban công chung cư nó khác trồng dưới đất. Trồng dưới đất thì cái độ ẩm nó sẽ tốt hơn, nó sẽ không bị thoát nước nhiều bằng nhanh bằng trên ban công chung cư. Đấy, chung cư này mình đang ở trên này, đấy, trên tầng rất là cao. Đó, nên tầng cao cho nên là nó nước nó thoát nhanh lắm. Những hôm mà nắng có gió cái là hoa nó ấy ngay, cánh hoa với lá là nó không được căng như này. Đấy, chúng ta phải thường xuyên giữ được độ ẩm thì sẽ hoa giấy sẽ đẹp. Đấy, bạn nào mà có nhu cầu hỏi về cách chăm sóc để cho nó làm sao ra nhiều hoa này và ra hoa được liên tục thì cứ comment liên hệ với mình ở bên dưới, mình sẽ tư vấn giải đáp mọi thắc mắc. Ai mà có nhu cầu mua những cái cây hoa giấy ở ban công như thế này thì liên hệ với mình. Cây hoa giấy này nó đang ra hoa và cây này hiện tại là nếu mà bạn nào mà thích mua giao lưu thì mình sẽ bán chuyển nhượng ngay cho các bạn đem về tận nơi nếu nhà nào mà có cái không gian ban công như thế này. Đó, giá thì giá mềm thôi, giá chơi hoa đảm bảo chơi được 1 tháng nhá, đẹp chưa, mỹ mãn luôn. Cảm ơn các bạn đã xem video về hoa giấy trên chung cư của mình nhá. Xin cảm ơn các bạn, nhớ bấm like, đăng ký và share chia sẻ để ủng hộ mình nhé. Xin cảm ơn các bạn.